xuôi theo quốc lộ 3, từ Cao Bằng chúng tôi về tới địa phận tỉnh Bắc Cạn, một địa danh ghi dấu bước chân của người trên chặng đường hành trình lịch sử từ Bác Bó về Tân Trào. Bắc Cạn là tỉnh có vị trí quan trọng ở vùng Việt Bắc, nhiều địa phương trên địa bàn là cơ sở cách mạng, là nơi che giấu cán bộ và là nơi ở, nơi làm việc của nhiều cán bộ cách mạng, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên mảnh đất này, người đã trèo đèo, lội suối, vượt qua những đỉnh núi, bốn mùa mây phủ, rừng rậm, dốc cao, qua nhiều vực sâu, khe suối. Đoàn bộ đội ông cụ đi tới đâu, nhân dân Bắc Cạn cũng một lòng bảo vệ, yêu mến và giúp đỡ. Đầu tháng 5 năm 1945, trong vai ông ké người Nùng với nón bằng, áo chàm tay rộng, dép cao su, khăn vắt vai, bác đã từ dãy núi Lam Sơn hùng vĩ đặt bước chân đầu tiên vào đất Bắc Cạn. Thời điểm ấy, đồng bào các dân tộc nơi đây cũng vừa bừng thức trước bình minh của lịch sử sau ngày chi bộ Chí Kiên được thành lập và cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên cây đa bản Vàng Phài thuộc xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn. Đến đây, chúng tôi may mắn được gặp ông Đồng Phúc Đệ, người được giao nhiệm vụ canh gác, bảo vệ vòng ngoài, cũng như lo bữa tối cho đoàn bộ đội ông cụ lúc bấy giờ. Ông Đệ năm nay đã hơn 90 tuổi, sức khỏe kém dần, tai ông cũng không còn nghe rõ. Nhưng ông rất nhiệt tình, dẫn chúng tôi đến nơi Bác Hồ cùng đoàn bộ đội ông cụ đã dừng chân nghỉ tối, và địa điểm ngày xưa là lớp bình dân học vụ dành cho phụ nữ mà bác đã ghé thăm, trò chuyện vào chiều tối hôm ấy. Chỗ này đây. Chỗ này đây. Nếu không ai nhà sàn ở đây, thì lớp bình dân ngủ ở đây, thì bác và nói chuyện ở đây. Kiểu mà đấy, hôm qua giờ thở ơn mới vào đây. Bác đi hết tất cả các mâm, ăn hết rồi, thì bác mới ăn. Có vẻ vào đây bác ngồi ăn đâu. Lúc bấy giờ, bác Hồ về đã trò chuyện tại gia đình ông Đồng Thúc Trưởng, nay còn người con gái là bà Đồng Thị Sơ. Ngôi nhà sàn của gia đình bà Sơ, nơi bác đã nói chuyện với cán bộ đồng bào, ngày nay đã được xây mới trên nền đất cũ. Lớp bình dân học vụ, nơi bác Hồ đến thăm, giờ đã trở thành vườn cây trước nhà. Cảnh cũ đã khác xưa, nhưng những câu chuyện, những lời căn dặn của bác Hồ vẫn còn sống mãi. Khi nghe thấy rằng là có một cái lớp học bình dân ấy, thì là hôm ấy là bác đã dành thời gian sang để thăm cái lớp học. Ở trong lớp học ấy, hôm ấy là có khoảng độ trên 20 chị em phụ nữ, người lớn tuổi và người ít tuổi. Trong cái buổi nói chuyện hôm ấy thì là bác nói rất nhiều vấn đề, nhưng mà bác nhấn mạnh đến cái vai trò của phụ nữ trong cái công tác cách mạng. Đặc biệt là bác muốn nhấn mạnh đến cái quyền bình đẳng nam nữ. Thì bác bảo là bình đẳng nam nữ là không phải là cứ kêu gọi mà nam giới người ta giúp đỡ mình, người ta bình đẳng với mình ngay đâu. Các cháu phải cố gắng học hành, có tiến bộ, có kiến thức thì các cháu làm được việc như là nam giới thì người ta mới trọng mình và người ta mới có thể bình đẳng với mình được. Mọi người là đón nhận cái lời của bác có thể nói là rất là vui vẻ, rất là thấm thía. Sau một đêm dừng chân ở bản Vàng Phài, đoàn bộ đội ông cụ lại tiếp tục hành trình băng qua rừng đến bản Khuổi Mạn, xã Hải Hiệu và nghỉ tại nhà ông Đàm Ngọc Hải, là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân lâm thời xã Hải Hiệu lúc bấy giờ. Một may mắn nữa cho chúng tôi khi đến với Khuổi Mạn là được gặp ông Ô Phúc Bình, một cán bộ lão thành, năm nay đã sấp xỉ 90. Ông là người tham gia việc bảo vệ đoàn bộ đội ông cụ ngày ấy. Bác có mấy người vệ sĩ, người chả biết ai. Thì bảo rằng là bác không bao giờ là ngủ những nơi đã mất màn trước. Sáng hôm sau thì sau bác đi rồi thì chúng tôi mới vào đây thì cũng xin sao vậy là bác nhất định đúng qua cũng ngủ, bởi vì sáng sớm bác mới ở cái dốc chỗ đỗ xe. Thì sau vào mò thì thấy cái chỗ thờ thổ địa đấy mà có một cái đoạn nhỏ là thấy cây cỏ giấm nát thì biết rằng là bác tôi ngủ đấy. Ngôi nhà ông Đàm Ngọc Hải ngày xưa không còn nữa.
thay vào đó là một ngôi nhà mới được xây trên nền đất cũ. Hiện nay chỉ còn bà Nguyễn Thị Lai, con dâu của ông Đàm Ngọc Hải và các con cháu sinh sống tại đây. Bác ngồi thế là đến lúc bác vào mời vào trong nhà uống nước xong bảo tại sao mà trong nhà thì xây vắng vẻ như thế, thì con cháu đâu, thì lúc đó ông ngài nói rằng là bây giờ để dọn nhà đang có người ở cữ, vì là người ở cữ thì người lạ vào thì người ta hay ở đây có cái phong tục là hay kiêng một tí phong tục địa phương. Thế bác bảo tại sao mà tôi cũng là một người ở trong nhà cũng như là anh em trong nhà đấy, làm gì mà cũng phải xa lấy làm gì, nếu mà tôi ở đây mà có gì ảnh hưởng đến gia đình thì tôi xin đi sang ngủ nhà khác. Thế là bắt đầu xin lỗi bác, đi đón hai mẹ con về. Những người được đón bác ngày ấy giờ hầu hết cũng đã theo bác về với thế giới người hiền. Dẫu chỉ ít người còn ở lại với con cháu, nhưng chuyện về tác phong quần chúng, ân cần, giản dị, chuyện về bữa ăn bác chờ mọi người cùng ăn, đến am hiểu phong tục tập quán của địa phương đã để lại những bài học sâu sắc cho nhiều thế hệ cán bộ và đồng bào nơi đây. Sau đêm nghỉ lại ở Khuổi Mản, đoàn bộ đội ông cụ chọn đường vào xã Thượng Giáo là trung tâm của Châu Chợ Giã để tiếp tục hành trình. Phải mất khá nhiều thời gian và nhờ ông Ô Phúc Bình dẫn đường, chúng tôi mới đến được cánh đồng Tổng Luyên, nơi diễn ra cuộc meeting công khai đầu tiên của chính quyền cách mạng ở Châu Chợ Giã. Câu chuyện của bác với nhân dân trong cuộc meeting đã tiếp thêm sức mạnh cho khí thế cách mạng đang sục sôi trên mảnh đất này. Châu Chợ Giã là cái châu mà giành được chính quyền cách mạng đầu tiên trên cả nước. Cho nên vì thế là bác ở lại để mà động viên. Chắc là bác ấy ở lại để động viên tinh thần của cán bộ và nhân dân. Cho nên là các đồng chí cán bộ Việt Minh là hôm sau đã tổ chức một cái cuộc meeting ở trên cánh đồng, gọi là cánh đồng Tổng Luyên. Đấy. Trên cái cánh đồng Tổng Luyên đó thì có khoảng trên dưới 500 người, kể cả cán bộ và nhân dân. Và cũng được bố trí là bảo vệ bác rất là cẩn thận. Và ở đấy bác đã nói chuyện một cách rất là vui vẻ về những vấn đề rất quan trọng. Nhưng mà bác đã nói một cách có thể nói là rất là dễ hiểu, rất là ngắn gọn. Câu chuyện ở cái cánh đồng Tổng Luyên thì có thể nói là sau này vẫn là mọi người vẫn nhớ mãi cái lần rất là may mắn mà được gặp bác Hồ cũng như là các đồng chí cán bộ ở cái Châu Chợ Giã lúc bấy giờ cũng như là huyện Ba Bể ngày nay. Tìm về bản Chán thuộc xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, chúng tôi như bước vào vùng đất thiêng anh hùng, nơi có truyền thống cách mạng từ rất sớm và là nơi bác Hồ đã từng qua trên con đường Nam Tiến từ Bác Bó về Tân Trào vào tháng 5 năm 1945. Tại đây, bác đã nghỉ lại ở nhà cụ Hoàng Văn Ý và Hoàng Văn Hợi ở ngay đầu bản. Cuộc đón tiếp bác và đoàn bộ đội ông cụ đơn giản nhưng ấm tình quân dân. Cái bản Chán thì nó tuy rằng là một cái địa điểm nhưng đấy nó là một cái, có thể nói là một cái ngã ba, một cái đầu mối để mà cán bộ Việt Minh của mình là hoạt động ở vùng Bắc Cạn, Tuyên Quang này thường xuyên qua lại. Đấy, và bác đã gặp nhân dân, bác rất là có thể nói cũng thân mật như tất cả những nơi mà bác đã nói chuyện. Bác thăm hỏi nhân dân, bác nói về tinh thần đoàn kết, bác nói về tích cực lao động sản xuất rồi giúp đỡ cán bộ qua lại đây. Rồi thì là phòng gian bảo mật, rồi giúp đỡ cách mạng, giúp đỡ kháng chiến. Thì là cái buổi meeting hôm ấy chỉ là đốt lửa trại thôi, chứ không có đèn dầu gì cả. Nhưng mà tỏ ra rất là ấm cúng, vui vẻ. Khi bác xuống đến cái chỗ meeting ấy, thì bác thấy một cái em bé, lúc bây giờ chừng khoảng 7 tuổi. Vượt hai con suối nước cao qua gối, đi bộ hơn một cây số, băng qua cánh đồng đang mùa nặng hạt, chúng tôi tìm gặp một nhân vật đặc biệt. Nhân vật này là người đã được bác Hồ bế lên và căn dặn trong cuộc meeting nhỏ với bà con bản Chán. Tuy nhà có ở trung tâm xã, nhưng ông lại dựng một cái lán nhỏ ở trong núi để ở và trồng ngô, trồng lúa, chăn nuôi thêm lợn gà. Hơn 70 tuổi, dáng người nhỏ bé, nhưng ông vẫn kể được cho chúng tôi nghe rõ ràng ký ức ngày được gặp bác. Bác đến như thế là bác nói chuyện cùng với bà con ở trong bản ấy. Như thế là cứ bà con mình thì cứ vòng quanh ra đây.
bác bắt đầu là bác mới bê. Đấy, bác mới bê nhấc lên. Rồi bác bảo là cháu này ngoan đấy, con ngoan đấy. Cố gắng đào tạo cho cháu sau này trở thành người giúp ích cho nhà nước. Hơn 10 địa điểm qua tỉnh Bắc Cạn là chừng ấy di tích đáng ghi dấu. Hình ảnh bác hao gầy, lội suối vượt đèo, nắng mưa qua rừng rậm trên đường mòn dốc đá đã làm se sắt lòng cán bộ và đồng bào các địa phương mỗi lần vẫy tay đưa tiễn bác. Người vẫn ung dung, bình thản, băng rừng vượt núi, dẫn dắt đoàn quân cách mạng đi tới chặng đường phía trước. Treo đeo, lội suối, băng rừng, chặng hành trình từ Bắc Bó về Tân Trào hết sức gian nan và nguy hiểm. Thế nhưng Bác Hồ đã vượt qua những khó khăn, những nguy hiểm ấy. Và để rồi mỗi vùng đất Bác đi qua, Bác đều để lại những câu chuyện đầy tình người